Trèo các bạn, một ván cờ với màn tấn công vô cùng đặc sắc làm cho người xem khó lòng mà rời mắt nổi. Lần gặp giữa Nhiếp Thiết Văn và Đảng Phì giải giáp cấp liên tái năm 2018. Ở trong trận này, Nhiếp cầm đỏ, đã phi tưởng mà xuất quân. Còn Đảng Phì mã phải nhảy lên ngay. Thấy vậy Nhiếp dừng chốt 3 tấn 1, Đảng cũng tiến chốt cánh bên kia. Giờ Nhiếp mã 2 tấn 3, Đảng lựa chọn mã 3 tiên phong để ra trận. Nhiếp Thiết Văn đã bổ sĩ. Không phải vì chuyện này mà thế tiên thủ của đỏ trở nên chậm chạp. Tới đây về sau, hoặc là lấy C1 bình vào chân sườn, hoặc là cách khác đưa pháo để tạt ra biên tam bảo hộ, để chuẩn bị những con đường khác nhau trong việc đưa xe đường 1 đến lâm trận. Và cũng như quan trọng nhất, nước cờ này chính thức thăm dò đối phương. Bố trận mà Đảng Phì sẽ lựa chọn sẽ là gì sau việc đưa ngựa để tiên phong? Gác tường hay là bổ sĩ, hay là mã 8 tấn 7, hoặc là tiến xe còn lại khởi hoành? Tới đây, quyết định cuối cùng Đảng Phì chuyển thành pháo quá cung là câu trả lời cho Nhiếp Thiết Văn lựa chọn bố cục ở cánh bên kia. Mã 8 nhảy ra biên này, đơn để mã và sĩ tưởng đều đã được gán lên đầy đủ, tương đối chỉnh tề. Đảng Phì mã 8 tấn 7, Nhiếp đưa C1 bình 2, chuẩn bị có thể dùng pháo tấn thẳng lên giam cầm. Bởi vậy, xe đường 8 lộ diện ngay, tốt rằng không hề có lời. Lựa chọn tới đây của Đảng là pháo 2 tấn thẳng qua sông, kết hợp với mã đứng ngay cửa hà, đe dọa vào binh trung lộ. Nhiếp Thiết Văn biết vậy mà vẫn làm, dùng pháo 8 bình sang đường 7. Đảng Phì hoàn toàn có thể dùng mã này tiêu diệt hoặc là pháo quật vào. Nhưng để mà duy trì thế công, có lẽ là phải dùng mã 4 tấn 5. Nhưng liệu rằng đây có phải là một thứ từ chuẩn xác khi về phía của đỏ vẫn còn một đòn phản pháo rất ngoan mục, khiến cho Đảng Phì chẳng mấy chốc rơi vào thế thua. Lấy C9 bình 8 để lộ diện, quân pháo đường 2 rút chạy thì mã trung tâm toi mạng. Lấy C1 bình 2 câu chuyện cũng tư tử, khi mà xe không còn căn, bởi vậy pháo không thể nào quật vào. Mới chỉ có vài nước thiệt đi một quân như vậy, chắc chắn là phải hàng. Còn cách khác ổn thỏa hơn, sẽ phải dùng mã 5 hoặc là gì, tiến đường 3 để có thể diệt pháo mời đổi. Nhưng chỉ cần lấy xe này tiêu diệt pháo phía trên, đằng nào chiến ngựa đứng ở cửa này cũng sẽ phải thắc tử. Thấy mà không thể nào can thiệp, xe 8 thoái 1, bắt gọn gàng. Cho nên phải là cách còn lại, mã 5 tấn 7. Đơn giản là pháo 7 cũng chỉ cần quật sang, pháo 2 muốn di chuyển, hoặc là lấy C1 bình 2, hoặc là thoát vội mở sân cánh bên kia, hậu quả vẫn tang thương như nhau cả. Khi binh ba dốc lên một nước cờ, đổ để gây ra một cơn nhiễu loạn, đoạt được một binh nhưng đổi lại trận địa đã tan tác cả. Mã đường 7 sẽ bị đánh cho cảnh tơi bời. Cho nên cũng là lý do không thể nào quá vội vàng như vậy. Mặc dù nước cờ này đã mang tính chuẩn bị, nhưng Nhiếp Thiết Văn lệnh pháo vào là một kỹ thuật cực cao. Cho nên Đảng Phì lấy C1 bình 2 xuất trận trước. Giờ Nhiếp lấy sơ bình 8 đổ để giam cầm. Pháo không thể nào vượt đi đâu được. Đảng Phì C9 hoành lên ra trận. Thứ nhất là tránh khỏi việc đối phương phong tỏa, và thứ hai có lẽ về lâu dài hoặc là đảo sân cánh bên kia liên kết để pháo có thể linh động, hay là còn phương án nào. Nhiếp Thiết Văn dùng pháo 2 tấn thẳng 3 nước ngay. Đây chắc chắn là một thế tiên thủ không thể nào chối cãi vào đâu được của họ Nhiếp. Nước cờ quá cao. Khi mà mã đơn đề thì mã tiên phong của đối phương chắc chắn không còn lộ để phát triển. Hãy để ý mà xem, mã 4 nếu như phóng qua hà, tất cả những lộ đều là cửa tử. Để bất động vậy thì dùng chốt 3 tiến 1, Nhiếp Thiết Văn chiếm ưu hoàn toàn. Nhưng việc tới đây, lấy C9 hoặc là bình sang lộ 2 cũng không thể nào đủ sức để hóa giải. Khi vẫn là nguy cơ hiện hữu như vậy, đuổi mã thứ nhất, rồi lấy chốt này để có thể gây sức ép vào mã thứ hai. Cho nên hoặc là dùng mã 4 tiến 5 để rút chạy, tiêu đổi thì hoàn toàn cũng chẳng hề có lợi. Sau khi chỉ cần đổi, pháo quật vào, rồi lại lấy C8 mà tiêu đổi đi C2 tấn 1. Và chỉ cần dùng chốt 3 tiến 1, đuổi mã 7, rồi dễ dàng để đánh bật pháo trung tâm của đối phương. Cho nên chắc chắn không còn cơ hội quá nhiều mà Đảng Phì có thể tạo ra lực phản kích được. Với tư thế hổ xuất, tới đây nước tiên của Nhiếp Thiết Văn trở nên quá mạnh bạo. Bởi đòn cờ dùng pháo 2 tiến thẳng lên kỳ hà. Đảng Phì sau một thời gian ngẫm ngợi, dùng C9 vẫn quyết liệt điều vào chân sườn. Dẫu biết đối phương, dẫu chốt qua, câu trả lời của Đảng là mã 4 quay về trung lộ bất ngờ, làm một quân tưởng thứ 3. Và Nhiếp Thiết Văn dùng chốt này tấn 1 thì họ Đảng đã thủ sẵn trước cho mình cách để hóa giải. Tưởng 5 tấn 7 để tiêu diệt. Chắc chắn quân ngựa này nếu như giải quyết được, những điểm đánh vừa rồi của Nhiếp Thiết Văn đổ hết xuống sông xuống bể, không còn bất kỳ một lợi ích nào. Quyết liệt anh dùng pháo để kê vào, nhỏ mã rút chạy thì tàn tưởng,
và thế công của Nhiên Thiết Văn trở nên quá ác hiểm. Cho nên Đàm Phỉ, Tưởng Ba, Tấn Năm củng cố ngay. Nhân tiện là bất ngờ vào pháo, nhưng pháo này tiêu diệt lên mã thì câu chuyện vừa rồi cũng giống nhau cả. Khi pháo bốn chỉ cần của sang, hàng ngũ của đảng lại quy củ. Quyết định của Nhiếp đầy cao cường, xe 2 tiến thẳng 7 nước ngay. Có thể thấy rõ ràng trong một chuyện, thứ tự điều quân vô cùng hợp lý và chuẩn xác, đặc biệt là muốn nước tiến pháo xem như là đòn cờ then chốt. Dẫn cuộc cờ đi theo một chiều hướng hoàn toàn bất lợi cho họ đảng, đành phải chống đỡ một cách bị động. Đội hình trong bàn cờ này chính thức đã bị xáo trộn, để nguyên vậy thì pháo có thể tiêu diệt vào mã ngay. Còn nếu như mã 7 mà rút đi quay về trung lộ thì pháo chém tưởng thì chắc chắn cũng là sát cổ. Đành phải về xem xét những hướng đánh khác, nếu như tưởng 5 tấn 7 tiêu diệt cũng không hề được lợi. Khi xe này chỉ cần bắt thẳng vào mã, nhân tiện là gì cả pháo lẫn ngựa rơi vào hiểm cảnh đồng lúc, cho nên mã 7 quay về thì xe này tùy nghi chém tàn luôn cả đôi tưởng, nhân tiện đen luôn cả tượng đường 7, bắt chốt phía bên kia. Cả quân lẫn thế trận, đảng đều thua rất thảm, cho nên cũng là lý do không thể nào lấy tưởng khử pháo được. Nhiếp Thiết Văn đã thủ sẵn trước. Tới đây họ đảng dùng xe 6 tấn 1 để giữ căn ngay, giờ chiến mới có thể lấy tưởng này tiêu diệt vào pháo của đối thủ. Nhiếp Thiết Văn lấy pháo để rút chạy, lại rời về đúng hai nước cờ. Cũng là rút chạy, nhưng tại vì sao lại là cách này? Chắc chắn Nhiếp sẽ chiếm hoàn toàn về phần đại ương. Cả cánh bên kia Đàng Phỉ cũng bị quấy rối ngay, bởi vì xe mai phục dùng binh 7 tấn 1 lấy pháo này truy đuổi, và Tử Dương có thêm một chốt để qua hà. Việc tưởng mà gác lên quân tưởng đường 7 không ai có thể giữ mạng. Bởi vậy ngay tại đây, Đàng Phỉ tìm cách để gỡ nút thắt cho mình một mớ bỏng bong rất đau khổ. Mã 7 tiến đường 6, và Nhiếp Thiết Văn cũng chỉ cần lấy pháo này chém tàn luôn cả tưởng. Tưởng 5 phải thoái 7, đoàn tiếp tục lấy mã này thủ tiêu, và xe của Đàng Phỉ tấn thẳng lên thì lại dùng xe này tiêu diệt vào mã, bắt cả đôi pháo lẫn tưởng. Và Đàng Phỉ dùng pháo 4 bệnh 5 ngay. Có lẽ rằng cũng chẳng còn cách nào, quân tưởng còn lại kiểu gì cũng sớm một bị đối phương bắt gọn, cho nên bỏ luôn là điều không cần phải bàn, tạo ra thế công để có thể kiếm tìm ít cơ hội. Nhưng tới đây, sau một cuộc vần vũ vừa rồi, Nhiếp Thiết Văn tỏ ra quá mải mê với đường cờ tiến công mà không chịu phân tích tình hình một cách chu toàn. Câu chuyện là gì? Một xe một pháo của Đàng Phỉ đã làm rất tốt về chức năng phong tỏa, cho nên mỗi bên còn tứ tử. Nhưng chắc chắn một điều, cả xe, pháo và ngựa của Nhiếp tuyệt đối không thể nào để ra trận. Cho nên những đòn đánh rất cực khổ vừa rồi cuối cùng chỉ thu về một thực lợi duy nhất, chỉ là một tưởng của đối phương. Nhưng đòn cờ của đảng đẩy cao thâm, việc pháo chở mình chiếm vào trung lộ tạo ra một thế công cực hiểm mà Nhiếp Thiết Văn biết đã rơi vào cảnh vất vả. Dùng xe này chém tưởng thì pháo này cuột lên làm sao mà cầm cự. Quyết định của Nhiếp là dùng xe thoái một để đe chốt ngay. Và Đàng Phỉ vẫn cứ vậy, lấy pháo để tiêu diệt chốt, không ngần ngại. Hẳn nhiên cũng là một cơ hội Nhiếp có thể dùng xe này thủ tiêu vào chốt, vỗ chiếu. Nhưng sĩ sáu chỉ cần tấn 5. Tới đây, nước cờ bắt được thực lợi, nhưng chẳng khác nào tự mình cũng rắn cắn gà nhà. Chuyện là gì? Tướng quân xuất cung đè lấy xuất cục, bắt buộc là lấy xe 5 tả sang những lộ khác, rồi quay về phòng thủ. Và chắc chắn cũng đầy tiêu cử. Còn lựa chọn dùng binh 7 tấn 1 cũng không làm được gì, khi tới đây pháo 5 chỉ cần thoái 1, giờ chờ cho việc đưa tướng quân xuất cung. Mặc dù vẫn còn cách, pháo 7 có thể tấn thẳng, nhưng chắc chắn đây là một cuộc cờ chẳng còn quá nhiều cơ hội cho họ Nhiếp kia, đành phải rơi hoàn toàn vào thế bại. Cho nên cũng là lý do không thể nào chém thẳng vào chốt được. Quyết định của Nhiếp thay đổi một chút thứ tự, binh 7 tấn 1 để thoát trước ngoài. Hòng là gì lấy xe này chém chốt thì chiếu bất cả pháo của đối phương. Cho nên về phía của đảng đã dùng binh 5 tiến 1 thoát thân kịp thời. Nhiếp tới đây có một chốt độ hòa, và Đàng Phỉ lấy xe 6 bệnh sang đường 8 ngay, dọa cho việc cắm lên xuất cục quá đơn giản. Cho nên về phía của Nhiếp sẽ còn một vài cách để hóa giải. Nếu như lấy xe này quay về thì e rằng sẽ quá tiêu cực. Quyết định cuối cùng, Nhiếp đưa tướng quân xuất công ngay. Đàng Phỉ cũng chỉ cần chờ có vậy, tấn xe 1 mảnh để đe dọa. Tới đây chuẩn bị là gì? Lấy xe này điều vào vỗ mặt, chắc chắn là Nhiếp sẽ phải bại. Nhưng tuyệt đối không thể nào điều xe vào giữ mặt, hỏng đe dọa vào sĩ của đối phương. Khi Đàng Phỉ chỉ cần dùng xe này tấn chiếu, kiểu gì cũng tạo ra hình ảnh quen thuộc của sông xe gọi hồn. Đầu tiên là pháo 2 sẽ chiếu ngay. Nếu là lựa chọn sĩ này bung lên, thì việc của đen chỉ cần lấy xe 2 bình sang đường 8 một mảnh để chờ cho nước cờ tuyệt sát.
Nhiếp Thiệt Văn có thể dùng xe này chém thẳng vào Di, chẳng mấy ý nghĩa cả. Khi quân xây đường 8 không có cách nào để ra được trận, đành phải thua. Còn nếu như cách khác, sau khi đen tiến pháo lên, mà đỏ dùng pháo 7 quay đầu. Việc của đen cũng chỉ cần để nguyên vậy, lấy pháo 5 dày sâu một nước, rồi đe dọa, chọc chiếu. Tiếp tục là tạo ra một viễn cảnh giam cầm, xe đường 8 không đi được, giờ lấy xe 2 bình 8, đủ sức để xét cổ. Cho nên đó cũng là lý do cuối cùng mà không thể nào lệch xe vào. Lựa chọn bắt buộc của Nhiếp Thiệt Văn lấy xe này để quay về ngay. Còn nếu như không thì thất bại. Tại vì giả thử để bất đồng, dùng chút biên tiến 1 lấy mã này truy kích. Tới đây về phía của đảng chỉ cần lấy xe này để vô chiếu, bắt buộc là sĩ này phải đỡ lên, đoạn đảo xe sang bắt sĩ đánh ngay. Sĩ đánh mất mạng thì thua. Còn nếu như lựa chọn sĩ 4 quay về thì cũng thảm. Vẫn vậy cả, đảng có thể dùng xe này tiêu diệt và chắc chắn sẽ vỡ trận. Tướng mà thượng lầu thì xong xe sẽ gọi hồn. Còn lấy sĩ này tiêu diệt thì xe 8 chỉ cần bành vào trở thành là một sất cục kinh điển. Cho nên cũng là lý do sau nước cờ chồng xe sang bắt sĩ đáy, bắt buộc là Nhiếp Thiệt Văn sẽ phải sĩ 6 tấn 5. Rơi pháo này chiếu ngay, tướng phải vào, pháo 2 chở mình vào trung lộ, một cách hoán đổi rất ngoạn mục. Chuẩn bị xe 8 cắm lên sất cục và chỉ còn đúng một hướng dài, Nhiếp rời xe về. Nhưng xe của đảng cũng chỉ cần tiến lên bắt pháo 7. Pháo 7 này thoát chạy đi đâu cũng thua cả. Giả thử tấn 1 đuổi lại pháo, hòng có thể mời đổi, thì xe 8 chỉ cần bệnh sang. Thấy trước chuyện đối phương cắm xe lên mà không tài nào có thể hóa giải, đành phải quy hàng. Bởi vậy đó cũng là toàn bộ lý do trong trận thực chiến Nhiếp Thiệt Văn tuyệt đối không thể nào nghĩ tới bất kỳ một phương án nào khác. Sau khi nước tiến xe lên rất cao cường của đảng Phỉ, tới đây đã rời xe về mới có thể toàn mạng. Và đảng không phải lấy xe này để vỗ chiếu ngay, mà chủ động đã bệnh xe vào. Để làm gì vậy? Dùng xe này phế thẳng vào Di, giờ xe 8 bệnh sang sất cục như biến ở trước. Cho nên Nhiếp Thiệt Văn không thể nào lấy xe này tiêu diệt hoặc là nghĩ tới bất kỳ một phương án nào. Dùng pháo 7 để rút chạy, thoái về một trường, hòng bệnh sang kê cản. Bởi vậy mà nước xe để phế cây không thể nào. Quyết định của đảng Phỉ dùng pháo 2 rút chạy, nổ sang bình bên kia. Thấy vậy Nhiếp Thiệt Văn lại điều chốt vào, đường cờ rất khó đi. Đảng Phỉ tượng 7 đã tấn 5, giờ Nhiếp dùng xe tấn thẳng qua hà một mạch. Đảng Phỉ tới đây lấy xe 8 bệnh 6 ngay, trước khi đối phương có thể sảng xe qua để có thể phòng thủ. Bắt buộc rằng tướng quân phải vào, rời một mạch dùng xe 4 tiến thẳng lên, chuẩn bị cho một nước cờ hiểm. Nhiếp Thiệt Văn đã phát ra lấy pháo 7 bệnh 8 và câu trả lời của đảng Phỉ lấy xe 6 chồng sang đè sất cổ. Cho nên nước pháo không tháo chạy kịp thì sẽ thua. Lựa chọn tới đây bắt buộc của Nhiếp Thiệt Văn dùng pháo quay về cố thủ, và đảng Phỉ lấy xe 4 bệnh 3. Kiểu gì quân tưởng đường 7 cũng sẽ rơi vào thế thảm, mất mạng là điều không thể nào tránh khỏi. Quyết định đưa tướng quân xuất cung giải trước mối nguy. Đảng Phỉ vẫn vậy lấy xe này tiêu diệt, và Nhiếp Thiệt Văn đã dùng xe tấn thẳng lên một mạch, hòng nhòm ngó về tường. Đảng Phỉ đưa chốt tiến thẳng qua hà, và tới đây Nhiếp Thiệt Văn chốt 6 bệnh 5 kê vào trung lộ. Âm mưu rõ ràng cho kế hoạch bất tưởng, cuộc cờ của đảng Phỉ trở nên đầy nguy hiểm. Giả thử cứ để bất động mà dùng pháo này chém gì, chúng ta sẽ được trả lời. Khi Nhiếp Thiệt Văn dùng xe này tiêu diệt ngay, nếu như tới đây là lựa chọn sĩ 4 tấn 5 thì sẽ bị Nhiếp Thiệt Văn dùng xe này cầm chiếu, bắt buộc chủ lực này quay về rồi tức tưởi. Đổi xe thứ nhất, tướng xuất cung và lấy tường này bắt luôn cả xe thứ hai. Chẳng còn gì mà đảng Phỉ có thể tiếp tục cuộc chiến này cả. Cho nên cũng là lý do sau nước cờ chém tường, về phía của đảng Phỉ sĩ 6 tấn 5. Và Nhiếp Thiệt Văn cũng chỉ cần lấy xe này tiêu diệt vào chốt bên kia. Cái hiểm hóc là dùng pháo có thể đe dọa cắm chiếu, cho nên việc xe 3 đành phải quay về, lực tiến công vì vậy mà tiêu tan cả. Và thứ hai, nước cờ bệnh xe sang, Nhiếp còn chuẩn bị ngấm ngầm cho một âm mưu sát cổ. Đảng Phỉ nếu như dùng xe này chém sĩ thì không được, còn lựa chọn xe 3 tiêu diệt vào, tướng quân cũng chỉ cần thượng lầu, tuyệt đối không thể nào tìm ra cách mà có thể giải sát, đành phải xuống ngựa, cởi giáp mà hàng. Cho dù ngay lúc này, cơ dùng pháo 5 tiến 1 cũng chỉ là vùng vẫy trong sự vô vọng. Khi Nhiếp Thiệt Văn chỉ cần đưa tướng thượng lầu, con đường lập công đã ngay trước mặt, không có cách nào mà đối phương có thể chống cự với thế lưỡng sát quá độc đáo này cả. Cho nên cũng là lý do cho việc ngay ở trước, sau khi lắc chốt vào, đảng Phỉ phải tìm cách để giữ tường, lấy chốt lệch sang ngay, pháo có thể giữ căn. Nhiếp Thiệt Văn tới đây là câu chuyện ngược lại, nếu như không đối phó
rơi vào thế nguy khi đối phương đang còn tấn công bằng tất cả những quân lực còn lại, xe, pháo và chốt đều nhập cuộc. Quyết định của Nhiếp rời xe về mời đổi. Chuyện này tất nhiên là bắt buộc, tại vì C4 mà rút chạy thì quân xe này sẽ bị tưởng bắt gọn ngay. Bởi vậy đành phải thuận theo ý đối phương, nhưng lại rất tinh xảo. Xe của Đặng Phỉ lại chém thẳng vào sĩ, để làm gì ít nhất lời được một quân. Sĩ thoái thổ, rồi dùng xe này mới chấp nhận đổi sau. Và Nhiếp Thiết Văn hẳn là có cơ hội để dùng xe thoái về một mạch, đánh tử cả đôi. Hai pháo của Đặng Phỉ tháo chạy vào cửa nào, tới đây dùng pháo 9, tấn 1 là câu trả lời. Chuyện là gì dùng pháo bắt luôn cả mã bên kia. Bởi vậy lấy xe này mà đóng thẳng vào, Nhiếp Thiết Văn cũng không phải là có lời. Quyết định là tưởng 5 tấn 3. Giờ Đặng Phỉ lấy chốt này tiêu diệt, xe này khử, rồi đơn giản dùng xe 2 thoái 1, kiểu gì cũng có thể đòi lại quân cả. Hàng tuyến phòng thủ đã thực sự tan tác của Nhiếp chính là một nỗi lo. Sĩ 6 tấn 5, pháo này tiêu diệt luôn cả mã, bắt pháo còn lại. Pháo này trổ đường rút chạy, lại chiếm nhập vào trung lộ. Và Đặng Phỉ dùng pháo tiến chiếu ngay. Lựa chọn của Nhiếp bắt buộc là phải dùng tướng quân thường lầu. Còn nếu như dùng sĩ thoái về kích đổi, thì xe này chỉ cần điều sang trở thành siêu xét cục. Cho nên, sau khi dùng tướng tiến 1, mặc dù biết là cơ hội cho đối phương dùng xe vào chốt bên kia đe dọa, nhưng không còn cách nào khác cả. Đặng Phỉ lấy xe 2 bình 8 và Nhiếp lại chốt sang đe tường. Đặng Phỉ bổ sĩ lên phòng thủ ngồi. Nhiếp tới đây lại thoái sĩ ngay. Đặng chỉ cần dùng xe tấn 1 để chiếu, bắt buộc Nhiếp Thiết Văn sẽ phải đưa tướng thượng lầu 3, phế luôn cả tượng đường 5 của mình, mà thật ra không có cách nào để giữ được. Đặng Phỉ dùng pháo để chém sĩ ngay. Nhiếp dùng pháo này tiêu diệt, vừa chiếu, sĩ này đã bổ, lấy pháo lạch ra chiếu tiếp. Sĩ 6 tấn 5, tức khắc lấy xe 5 bình 7 để chờ sẵn vậy, tất nhiên là cho việc dùng xe và pháo kết hợp. Nhưng tới đây về phía của Đặng Phỉ, xe 8 chiếm nhập vào trung lộ, chuẩn bị cho một tiền chiêu cực kỳ hiểm hóc là chốt 7 bình 6 rồi tấn 1. Thế trước nhưng làm sao có thể đỡ nổi việc này. Hy vọng cuối cùng Nhiếp Thiết Văn dùng xe cầm chiếu ngay. Sĩ thoái rồi tiến pháo để chờ đợi cho con đường rút bắt, nhưng đâu có dễ mà làm. Tới đây Đặng Phỉ đưa tướng 5 tấn 1, chấp nhận đối phương dùng xe thoái chiếu. Tướng chỉ cần leo lầu, quân chốt này sẽ cần tới tận 2 nước cờ thì mới có thể đe dọa, nhưng tuyệt đối không thể nào nhanh hơn về phía của Đặng Phỉ được. Tới đây giả thử dùng binh 6 tiến 1 thì chốt của Đặng chỉ cần đưa vào, làm sao mà đỡ nổi lựa chọn tiếp theo. Khi pháo đáy cái ác hiểm lại có thể giữ căn, bởi vậy việc thoái xe về là vô nghĩa. Còn câu chuyện để tiến công, Nhiếp Thiết Văn cần phải tốn thêm một chuyện là dùng xe thoái 1, tướng quay đầu, rồi chốt này tấn lên mới đủ sức để đe dọa. Nhưng tới đây, Đặng Phỉ chỉ cần dùng binh 6 tiến 1 và đã lập công đầu. Cho nên cũng là lý do sau lựa chọn trước, đối phương Đặng Phỉ dùng tướng leo lầu 3 thì Nhiếp Thiết Văn ngừng đánh, buông bản để nhận thua ngay. Một trận cờ với những cao trào hay làm cho toàn bộ khán giả phải bất ngờ. Nhưng tưởng rằng ngay từ đầu Nhiếp Thiết Văn đã đàn áp được đối phương với kỹ năng khai quân có thể nói là thượng hạng, làm cho Đặng Phỉ phải chống đỡ cực kỳ vất vả. Nhưng chỉ cần đúng một tiên cờ pháo đóng trào vào trung lộ, ấy vậy mà ra một thế công cực hiểm. Và Nhiếp Thiết Văn mải mê tiến công, sau khi nhìn kỹ lại toàn bộ binh lực đã bị thông đổi, chỉ còn đúng một xe chơi tròi. Bởi vậy đã chính thức rơi vào kế thập diện mai phục của đối phương lúc nào chẳng hay. Bại cuộc cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Còn video này chỉ tới đây thôi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.